Rồi, bữa nay ai có tội, có lỗi gì thì tự tự mình sẽ nhận. Bữa nay là cuộc họp bất thường, không có mà thông báo trước. Đó. Mở đầu đi, có tội gì không? Tội nhân sâu như làm chết. Cái mày nữa, mày nữa. Nó chơi chứ, à, nó chơi thì mỗi năm thì Tết đến xuân về thì qua Tết là anh em mình sẽ đi đâu à? Đó thì năm nay thì cũng như mấy năm rồi đó, năm nào mình cũng đi cho đó, thì năm nay cũng không có ngoại lệ ha. Thì cũng thông báo như thế này, thì mấy đứa muốn năm nào muốn được du lịch thì phải là công việc của mình phải cố gắng làm cho nó hết mình ha, làm hết mình là lúc nào công ty cũng nhiệt tình lại với mấy đứa à, làm sao mà cảm thấy mà công việc của mình làm nó hiệu quả cho công ty có được cái doanh số doanh thu ổn định thì năm nào cũng đứa cũng được đi du lịch hết. Còn chuyến đi du lịch cũng đứa thì không phải là chuyến đi bình thường mà là đi cho chuyến đi 5 sao ở là ở resort khách sạn cao cấp, thấy không? Resort là nằm ở tại bãi biển. Ở năm nay mình sẽ đi là bao gồm thứ nhất cái ngày đầu tiên mình đi á là thôi để em nói về vấn đề là cái ngày đi trước đi ha. Thì hôm nay mình sẽ đi từ cái ngày là 12 tháng 4 cho đến ngày là 17 tháng 4 thì trong đó đi trong khoảng là 5 ngày. À, đó thì đầu tiên mình sẽ đi cái ngày 12 thì mình sáng sớm mình sẽ di chuyển lên tới mình đi tới đâu mình chơi tới đó. Chơi đi 5 ngày. Đi là 5 ngày. Nhưng mà đi tới đâu là chơi tới đó chứ không phải là đi tới một điểm rồi thôi. Bắt đầu từ Bạc Liêu mình sẽ di chuyển lên thẳng lên tới Cần Thơ. Đó là sáng đó mình sẽ 7 giờ mình đi. Di chuyển lên tới Cần Thơ là tầm khoảng là 9 giờ mấy 10 giờ mình sẽ ghé và du lịch Tâm Đề mình chơi. À, mình chơi nguyên một ngày trong du lịch Tâm Đề tới trưa tới chiều gì đó khoảng 2-3 giờ. Sẽ ăn uống tại du lịch Tâm Đề luôn. Đó, sau đó đầu từ du lịch Tâm Đề mình sẽ di chuyển lên tới Cà Đốc. Mình sẽ đi viếng mẹ chú xứ và viếng chùa Bầu Mốt trong đêm đó luôn. Thì những năm vừa rồi thì khi có dự tính á là ngủ lại Cao Đốc để qua là sao mình chơi thêm một ngày Cao Đốc, nhưng mà Cao Đốc nó gần đi miền Nam rồi mình đã khám phá luôn hết rồi, cho nên là năm nay là hơi quyết định là trong đó đi cái những người khác đó. Thì bây giờ là khi mà lên tới Cao Đốc xong mình viếng trong buổi tối luôn thì tầm khoảng là 7-8 giờ mình phải viếng xong tất cả các chùa, sau đó mình sẽ lên xe di chuyển về thành phố Long Xuyên để mình ngủ, và trong đêm đó mấy đứa này đi chơi ở thành phố Long Xuyên cho mấy đứa biết Long Xuyên có cái gì đó thì thường đó mấy đứa tự túc đi đó. Năm vừa rồi là mình đã vui chơi ở 2-3 năm vừa rồi mình vui chơi ở tại Châu Đốc thì Châu Đốc chán rồi, hôm nay mình sẽ thay đổi một cái vị trí mới đó, lên cảnh là chủ yếu là mình viếng mẹ viếng bà chú xứ với chùa Mốt. Khi chuyến xong là mình sẽ lên xe di chuyển ra thành phố Long Xuyên. Cái thứ nhất mình chơi đó ở Long Xuyên để mình khám phá những cái mới của Long Xuyên. Cái thứ hai nữa là sáng sớm á là mình phải di chuyển sớm lên trên thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay ra Nha Trang cho nó gần. Cho nên là tối đó mình phải ra Long Xuyên mình ở là ví dụ hai cái yếu tố, thứ nhất là khám phá Long Xuyên, thứ hai là sáng mình đi sớm đó để kịp cái chuyến bay. Ngày 12 là mấy giờ bắt đầu đi? Ngày 12 là sáng đó là 7 giờ sáng. Là tất cả anh em của mình phải có mặt ở trong kho để mà chuẩn bị vấn đề là hành lý để sắp xếp lên xe, rồi xe cổ nữa phải có chỗ nơi mà kia mình đậu ở trong kho luôn để mình đi chơi vòng 5 ngày. Thì đi chơi 5 ngày đó mình sẽ đi biển nó là nhiều, cho nên mấy đứa phải chuẩn bị đồ bơi, đi biển, đồ bơi, nữ thì là đồ manh hải nam thì là mặc quần sọ, quần đùi gì đó, quần gì cũng mặc gì đó bạn. Nhưng mà đợt này là mình đi biển thì nhiều, cho nên là chuẩn bị đồ cho hơi nhiều xíu nha. Đi một cái ngày đầu tiên của mình ra và tới Nha Trang thì là cái ngày tối đó tầm khoảng là 9 giờ là tới thành phố Nha Trang. Vào lúc vào cái ngày là 13 tháng 4 là tới thành phố Nha Trang. Đêm đó mình sẽ ở tại khách sạn, ở tất cả đều ở sạn 5 sao hết. Khi tổ chức cho nhân viên đi thì gọi đi 5 sao hết, chứ không phải là hi 5 sao mấy đứa, 1 sao không có nha. Cái này là kia ở đâu đứa ở đúng Nha Trang vậy đó. Tại vì bữa đi du lịch nói với cái ông là hướng dẫn viên là nói là cho nhân viên là ở khách sạn 5 sao hết,
thì ông hướng nhân viên mới nói đúng rồi, thì hai vợ chồng mày 5 sao, còn nhân viên là 1 sao. Nói không, nhân viên em ở khách sạn 5 sao hết. Nói chung là Hi chế ở đâu là mấy đứa ở đó, chứ không phải là Hi mang viện ra là Hi ở 5 sao, mấy đứa ở 1 sao đó là không có nha. Là Hi ở đâu mấy đứa ở y chang vậy, là không khác gì hết đó. Cho nên là chuyến du lịch này của mấy đứa là nó rất là đẳng cấp. Cái thứ hai nữa là khi mà buổi tối mình ra tới Nha Trang đó, thì mình cứ việc tự do thoải mái, mình ăn chơi sáng qua ngày sáng bữa 14 thì mình sẽ đi là cái gì, Vinpearl Land. Mình sẽ vui chơi trong Vinpearl Land cũng một ngày. Tối đó về mình sẽ dùng buffet rượu chè phủ phê trong cái đêm đó luôn đó. Cho nên mấy đứa là thủ bài ca tiếng hát hay là thuốc giải ngủ rồi cứ đem theo nha. Uống là đứa nào uống ít thì đứa lỗ, tại vì khi nó mua gói cho này cứ uống thoải mái, uống bao nhiêu uống, càng uống ít thì càng lỗ đó. Cho nên là càng uống nhiều vô là càng lời. Gia đình Hà đã nghe rõ chưa? Nghe rõ lịch trình chưa? Thảo đã nghe rõ lịch trình chưa? Đó thì nếu mà nghe rõ rồi thì nắm rõ lịch trình, nắm theo dõi qua cái màn hình điện thoại của mình. Và chỉ là năm nay là chương trình sẽ không có tham gia cho cái chuyến hành trình này. Cho nên là mình nghe rõ lịch trình của anh em để mình theo dõi ngay từ sau qua màn hình điện thoại. Đến chiều. Ngán đợi năm sau sửa mới được. Đây, năm nay là có tổng tài này, cho nên là tổng tài này là không có đi được. Đó, thì cái lịch trình của mình là đêm đó mình sẽ là ăn nhậu thoải mái. Cho nên mấy đứa cứ vừa bụng mấy đứa ăn, tại vì ăn buffet thì cứ ăn càng nhiều thì nó càng ngon càng ấy, là không có ở nhà hết vừa bụng luôn. Người ta ăn thì người ta mời online, người ta lên menu online luôn. Cô đi chơi thì cũng đi đau đi góp bệnh cái thuốc sữa. Mấy đứa cái ngày hôm sau là cái ngày 15 tháng 4 thì mình sẽ di chuyển ra mình chơi ở đảo. Trên đường chơi đảo thì mình sẽ ghé tới 3 điểm hay là 4 điểm ở đảo. Thì có một cái vấn đề là mình sẽ tắm ở trên thuyền đó. Phóng xuống thuyền người ta sẽ neo giữa biển vậy đó. Phóng xuống người ta sẽ tắm xung quanh đó. Và đồng thời đi thêm 3 đảo gì nữa. Ăn uống ngay đảo luôn. Đó. Cho nên là mấy đứa là chuẩn bị đồ tắm rồi nhiều. Đó là tất cả này mình đi biển hết. Khi mà đi ra Vinpearl Land cái ngày 13 đó mình cũng phải chuẩn bị đồ tắm. Đi ngoài tắm hồ bơi. Là chơi những cái trò chơi mà nó bao gồm có nước à, cho nên là phải là chuẩn bị đồ cho nó kỹ lưỡng. Trên cỡ 10 độ. Cho nên là cái ngày 14 mình chơi ở bên 4 đảo mình về đó thì mình cũng vẫn ăn tối bình thường, sau đó tối mình tự do mình đi chơi. Bắt đầu qua tới cái ngày 16 là cái ngày đặc biệt à, cái ngày 16 đó là sáng sớm đó là mình sẽ di chuyển ra ngoài resort. Resort này là resort 5 sao. Nó cái tên nó là cái gì chứ nào nhớ không? À cái ngày con nha. Biết chưa? Con nha. Con nha đúng rồi. Con nha, con nha. Đi resort nha chơi. Con nha hả? Con nha. Con nha là Anna. A L M. Con nha. Resort con nha, resort này resort cũng xây dựng cũng mới đây thôi, tầm khoảng vài năm gì đó. Nhưng cũng rất là mới, nó cũng nằm hết cái bãi biển. Có một video clip về resort không? Có. Để nữa gửi vô đó. Vô đó. À, thì là năm trước là mình đi đâu? Đi Phú Quốc. Với lại tại vì năm nào cũng tổ chức để mà trả lễ bà trước rồi muốn đi đâu đi. Năm trước là đi Phú Quốc rồi. Thì năm nay mình đi Nha Trang. Thì đi cái này mình đi rồi đi những chuyến bằng máy bay. Thì một cái hành lý của một đứa vậy đó là giới hạn là 20 kg. Ha, cho nên là mấy đứa trước khi sắp đồ vô thì cũng phải là căng cái ký của mình lại. Để nhiều khi đứa nào cũng chơi 20 ký cho mình tới lúc mà ra sân bay là bỏ lại hết luôn á. Đó là nhiều nha, cho nên là trước khi đi á mấy đứa phải căng ký nha mình lý. Chứ quan trọng là căn cước công dân, giấy tờ. Ví dụ như một cái ký á mà nó có thiếu á thì nó đỏ, cái dương ký là bắt mình bỏ ra hết. Chưa. Còn nếu như mà mua ký thì nó mắc lắm. Đó, cho nên là mấy đứa trước khi đi thì mới căn đối lượng quần áo mình lại nha. Thêm cái nữa là đi máy bay thì mấy đứa coi cái cục sạc dự phòng là phải dưới 10.000 ampe, đừng có đem đi cái cục sạc cho nó nhiều hơn là bị bỏ lại hết đó nha. 10.000 ampe. Thêm cái nữa là dầu thơm, nước hoa, nói chung là tất cả gì mà chất lỏng đó thì là mình đem theo dưới 100 ml. À, từ 100 ml đổ lại đem đi nhiều hơn nữa tịch thu lấy luôn. Nếu như nhiều nhiều quá mình bỏ vô cái hành lý mà sách tay được
Thế là loại hành lý ký với ký gửi. Ký gửi thắc mắc rồi hôm nay có 3 nhiêu. Em thắc mắc là cái đoạn mà chiếc cái dầu loại kìa. Ừ, chiếc ra đi. Có chị cứ để chai bự để cho mình lấy. Ờ, chai bự thì nếu có chai bự thì để vô trong cái ly hành lý ký gửi. Còn cái hành lý xách tay á là phải dưới 100ml. Không. Tức là xách tay là em để vô túi mình á. Thì phải dưới 100ml. Chai 100ml à. Không được, không nó dẫn quy định đó là trai 100ml. Nó chỉ thấy cái gương ngoài đi 100ml là tịch thu số. Nó lắc lực với cả. Bây giờ xuất phát. 7 giờ. Ok, hành lý tối đa là bao nhiêu? 2 rưỡi. Đúng rồi, rồi đừng có để ba cái đồ chơi gì vô trong được. Tháo ra là tịch thu tại sân bay rồi đậu quần tại sân bay nghe chưa? Rồi ok, nhớ là căn cước công dân nào đem theo nè. Rồi Hiếu đi mấy giờ con? 8 giờ. 8 giờ là không có công dân sáng. Đúng rồi, chính xác. 8 giờ đi nhưng mà đi làm. À đâu ta đi làm hả? Đi làm. Rồi những cái mới đi không? Không, không, không. Rồi ok. Ở đây là công bằng nha, có thưởng có phạt quậy quá nhân viên mà lý do mà để nói cái lý do mà không cho thằng nhân viên này nó đi. Nhân viên này như này làm năm nào cũng đi chứ, nhưng mà chỉ có năm nay là con được đi với lý do là một tháng thì đuổi 2 lần ngủ trễ như là 2 hay 3 lần gì đó, nhưng mà điện thoại không máy luôn. Thôi làm sao mình cố gắng lên nha, làm sao coi chừng đi đánh để nhà mình không đi đó. Ok, năm nay mà làm đánh thì mình vui nhà, mình đánh ở nhà mình đi. Ok đó, còn mình không luôn, cũng đi đâu Dubai, Thái Lan hay là Singapore gì, đi châu Âu gì đó, mà cho con bé đi riêng, đi Maldives rồi đó, Maldives rồi đó. Ok ha, mà đừng buồn nha, là nó phải ở nhà đó được. Đúng rồi, phải ở nhà. Tại vì một tháng mà bị đuổi tới 2 lần, không, một tháng bị đuổi 2 lần mà ngủ trễ trong 2-3 lần được quản lý là có lẽ mà xử lý tại kho nữa. Quá nhiều lỗi. Nhưng mà có nó cũng vui, nói chung là có nó cũng vui, nó nhậu xỉn rồi vô dữ lắm. Thôi kệ đi, năm nay đỡ thì buồn cho nó nha. Tại vì anh em đâu ai bị đâu, có mình bị, mình phải đỡ kinh nghiệm. Mình được kiểu sao ta, mình được dở về với anh em là vui rồi. Rồi trời, công ty làm thì kiếm cơm kiếm gạo hàng ngày, mình đi lần nghỉ năm bữa. 5 ngày, mất tiền thu mất một số hết, 5 ngày, phải tốn tiền. Có đâu, em nhận hàng. Chỉ là Hiếu nhà làm mà quên nha. Ừ, vậy là Hiếu luôn em mình. Ừ, Hiếu đúng rồi. Biết ơn Hiếu được. Vậy là phải mua quà, mấy ông mua quà cho nó tới đâu. Một đứa là phải mua bằng quà cho Hiếu, để cho mình dụng lên mà ở nhà nó hàng quá. Rồi ok, rồi giải tán đi cơm đi, bye bye. Quá. Chuyến đi này tại vì chuyến đi này mình đi hết luôn là tổng cộng là 42 người, thì một người đâu đó mười mấy triệu á, mười triệu nội mà vé máy bay một đứa không là nó dao động đâu khoảng 4 triệu ngoài, chỉ là gần 500 triệu cho một chuyến đi chơi du lịch. Rồi hay quá, nữa ta mấy mình lấy 500 triệu này mình chia đi, khỏi du lịch rồi. Hơn 500 triệu chứ 500 được. Thì coi cho 600 triệu. 600 triệu. 600 triệu. Chia cho 42. 14 triệu. Ông ơi 14 triệu đó bây giờ sao? Sao? Bây giờ là 600 triệu là chia cho 42 đứa là đứa được 14 triệu. Nếu không đi. Đó bây giờ đứa nào không đi cho tay. Ví dụ như là bây giờ 42
triệu gia đình không đi rồi thì công ty trích cái tiền đó lại trả cho gia đình, gia đình có chịu không? Dạ. Rồi 2 tiền. Chơi lấy nha. Thôi cho đi nha con nha, cho đi nha, cho lớn thì cho đi nhé. Sao lại nhiêu tuổi rồi? Tuổi tuổi là tăng lăng này nó cho ngoại cho đi nha nha. Cưng lắm, ngày nào cũng qua đây báo chứ, nguyên một ngày nó con á, nó con á. Ừ, con không quan tâm, con ngủ đang ngủ rồi. Vậy đi, năm sau sẽ có sự xuất hiện của tổng tài sữa, tổng tài sữa con chừng 21 thành lập tập đoàn sữa, tập đoàn bán sữa lớn nhất Việt Nam nuôi rồi mà. Cười cười.